Tới đầu làng con chim sáo nhỏ vang rộn ràng, và cầu tre qua mấy con đi tâm tình quê. Bao năm qua cách trở đường xa xuôi ngược bôn ba, ôi kỷ niệm diêu mãi chân xin chào các bạn. Thì thế theo yêu cầu của rất nhiều bạn mà từ lâu lắm rồi, yêu cầu tôi hướng dẫn cách mà chúng ta đánh điệu cha cha theo kiểu giải bát. Thì như vừa rồi các bạn có nghe các phần đàn mẫu của tôi, thì hôm nay tôi làm cái clip này tôi hướng dẫn các bạn cách đánh cha 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 theo kiểu chải bát, và ở cái mức độ cũng cơ bản thôi, dễ học nha các bạn. Khi mà các bạn rành cái mức độ cơ bản rồi thì sau này chúng ta tập lên cao nó sẽ dễ dàng thôi. Và điều kiện để chúng ta có thể đánh bát cha 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 thì các bạn phải sử dụng hợp âm chẵn, thì tôi sẽ hướng dẫn theo tông la thứ, hợp âm chẵn của la thứ ha. Trước tiên là hợp âm la thứ. Hợp âm chủ là thứ chúng ta bấm như thế này. Các bạn có thể nhìn theo hình ảnh minh họa. Bậc 1 chúng ta có là thứ. Bậc 3 chúng ta có đô trưởng. Bậc 4 chúng ta có rê thứ. Bậc 5 chúng ta có mi 7. Các bạn để ý theo cái hình hướng dẫn chúng ta bấm hợp âm nha. Thì ngón số 1 là ngón trỏ nè, ngón số 2 là ngón giữa nè, ngón số 3 là ngón nhẫn, và ngón thứ 4 là ngón út. Rồi, bậc 5 chúng ta có mi 7, bậc 6 là son trưởng. Cái nhầm các bạn. Bậc 6 là pha trưởng, chúng ta không bấm ở đây. Chúng ta không bấm pha trưởng đây, mà chúng ta bấm pha trưởng theo cách bấm này. Tức là ba ngón này nè, chúng ta bấm giống như cái hợp âm đô trưởng này các bạn. Đây là hợp âm đô trưởng nè. Đô trưởng chúng ta có thể tịnh tiến lên, đây là rê. Như vậy đô trưởng thật ra ở đây là có ngón trỏ nè. Thì chúng ta lên một cung là rê, lên thêm một cung nữa là mi trưởng, lên thêm nửa cung nữa là pha trưởng. Đây là pha trưởng, và bass của nó là dây năm. Rồi đây là thế bấm theo ở đây tôi phân nó là theo thế bấm dưới, tức là bát dây năm giống như rê nè, rê thứ cũng bát dây năm ha. Đây la thứ nè, đô trưởng nè, mi 7 thì có khi chúng ta đánh bát dây 6 cũng được, chúng ta đánh bát dây 5 cũng được, tùy theo cái câu hát đánh cái bát nào mà nghe hay. Và đô trưởng, son trưởng chúng ta bấm bát dây 6 luôn. Vậy công thức để đánh cái bát cha cha rất là đơn giản, có nhiều cách. Đầu tiên, cách thứ nhất thì đánh nó dễ nhất, đó chính là các bạn hãy nhìn theo ký âm. Chách có hai phát thôi, chúng ta chia làm hai phát giảm chừng. Chách 5 5 chách 6 chuyển. Như vậy chúng ta đánh nè. Chách không. Chách, thí dụ như về tới đầu làng, đó là cái bát. Bắt đầu cái bát ha. Về tới đầu làng, chách 5 5 chách 6 chuyển, chách 5 5 chách 6 sòn, chách 5 5 chách 6 đô. Như vậy chúng ta chuyển nè. Bát chách 5 5 chách 6 chuyển. Chách 5 5 chách 6 chuyển. Chách 5 5 chách 6 chuyển. Như vậy 5 là dây 5, 6 là dây 6. Chuyển tức là chúng ta sẽ chuyển theo cái hợp âm nào đó, đánh cái bát đó. Ví dụ chúng ta chuyển qua son. Chách 5 5 chách 6 sòn. Chách
năm năm chắc sao đồ. À, ví dụ chúng ta xuống rê, rê thì các bạn lưu ý rê là cái bát của dây năm nè. Ví dụ ở đô đây, đô nè. Chắc năm năm chắc sao rê. À, thấy không? Thì coi như chúng ta hãy nắm theo đúng cái công thức. Chắc năm năm chắc sao chuyển. Chắc năm năm chắc sao chuyển. Đó, đó là một vấn đề. Nếu như chúng ta ở dưới học âm dưới này thì sao? Nếu chúng ta ở dưới học âm dưới này thì chúng ta đánh chất năm năm, lỡ cái học âm này chúng ta không bấm về sáu thì nó hơi phiền. Cho nên lúc này đối với những cái học âm mà ở cái học âm chặn phía dưới á, đây tôi gọi là học âm chặn phía dưới nè, còn này học âm chặn trên đó, tức là theo cái thế của la đó mà, theo cái thế của la là học âm chặn trên, theo cái thế của rê là học âm chặn dưới, rê trưởng cũng vậy ha, hay là rê bảy cũng vậy. À, thì đó chúng ta, hoặc là pha cũng vậy luôn, pha này chúng ta cũng liệt vào cái hợp âm thế chặn dưới, thì chúng ta không đánh công thức chất năm năm chất sáu chuyển, mà chúng ta sẽ đổi thành chất bốn bốn chất năm chuyển. Thí dụ đang ở rê, các bạn muốn chuyển nó qua son trưởng, các bạn sẽ đánh như thế này: chất bốn bốn chất năm son. À, à, gì thí dụ ở la ha, ở la chuyển xuống rê, chắc năm năm chắc sáu chuyển, chắc năm năm chắc sáu rê, chắc bốn bốn chắc năm sòn. À đó, như vậy chúng ta nếu hợp âm dưới thì chúng ta đổi thành công thức chắc bốn bốn chắc năm chuyển. À, ví dụ lần nữa đang ở pha, thí dụ từ từ đô chuyển về pha đây, tôi sẽ đánh công thức chất năm năm chất sáu pha, chất năm năm chất sáu pha. À, đây là hợp âm pha chữ nha các bạn nha, các bạn hãy chịu khó về tập cái này đi, rất là quan trọng và rất là có lợi cho chúng ta chơi hợp âm chặn. Chúng ta chuyển về đây dĩ nhiên là được rồi, nhưng mà nếu chúng ta chơi la chuyển qua son, tức là la mà người ta hát trong son đó, là mình không thể lui lại được đâu, cho nên là chúng ta sẽ dùng đây à, để chúng ta tiện lợi trong một cái nhóm các cái ngăn phím ở đây, càng gói gọn càng tốt để chúng ta đạt được nhiều tông đó. Rồi, như vậy trở lại vấn đề là thí dụ từ đô tôi chuyển sang pha, thì từ đã đang ở đô, công thức chất năm năm chất sáu pha. À, pha thì bát pha là dây năm nha. Xong rồi từ pha chuyển lên la, chất bốn bốn chất năm là. À, như vậy hợp âm dưới chúng ta sẽ đánh chất bốn bốn chất năm chuyển, hợp âm trên chất năm năm chất sáu chuyển. À, giống như hồi nãy tôi đánh cái bài về bài gì đó mà các bạn, à, hình bóng quê nhà. Còn à, thấy không, đồ về la. Ở đây nói thêm một cái nữa, công thức của chúng ta là chất năm năm chất sáu chuyển. Như vậy các bạn cũng có thể không đánh cái chất thứ hai cũng được, nó sẽ trở thành là chất năm năm sáu chuyển, giống như vậy nè. Như vậy chúng ta bỏ qua luôn cái chất nha các bạn, chứ còn nhịp thì nó vẫn như cũ thôi, chẳng qua là trên trong cái quá trình chúng ta đánh, chúng ta không đánh cái chất thứ hai, đó là có đánh chất số 2 nha. Bây giờ bỏ chất số 2, lúc đầu chúng ta hãy tập theo cái cách công thức chúng ta tập chậm thôi, sau đấy chúng ta phải đánh nhanh lên, bởi vì cha cha rất nhanh. À, như vậy chẳng qua quá trình tập luyện của chúng ta thôi. Rồi, ngoài ra thì tôi nói thêm một vấn đề nữa là nếu như chúng ta đang chơi hợp âm la thứ là hợp âm chủ, thì ngay tại la này một cái bài hát thì chúng ta chuyển về la nó rất nhiều, thậm chí nó ở chỗ la đó hai ba nhịp, thành ra chúng ta
sẽ có cách đánh ở la như sau. Chắc à, như vậy đang ở la nha các bạn, đây là riêng ở la nè. Chắc năm năm chắc mì, à mì là chúng ta buông dây ra. Chắc năm năm chắc mì là chắc năm năm chắc mì là. À, như vậy những cái nhịp nào mà nó cứ ở lại la thì chúng ta sẽ đánh cách đó. Thứ hai nữa, còn một cách nữa là chúng ta dùng cái nốt đô đây. Như vậy đối với cách đánh thứ hai thì chúng ta dùng công thức như sau. Chắc đô đô mi là như vậy, không đánh cái chắc thứ hai. À, bỏ chắc thứ hai, còn hồi nãy có cái chắc thứ hai nè. À, đó là cái thứ nhất, à, tức là cách đánh thứ nhất, chắc nằm nằm chắc mì là. Rồi cách đánh thứ hai, chắc đồ đồ, dùng ngón út giữ lên đây, mì mí thì đang ngay dây năm của mình luôn, tức là chắc đồ đồ mì là. Tôi đánh hai cách ở tại la lại các bạn nghe chậm chậm. Rồi đánh nhanh các bạn nghe. Biết cái cách để mà chạy bass điệu cha cha. Tuy nhiên do tôi soạn để các bạn dễ tập, đó là công thức chắc 5 năm chắc 6 chuyển, đó là công thức chung. Tuy nhiên thí dụ các bạn đánh ngược lại được không? Được. Tức là công thức ngược lại như sau. Chắc 6 6 chắc 5 chuyển, chắc 6 6 chắc 5 chuyển. Nghe lại thử. À, như vậy từ la tôi chuyển qua đô ha. Chắc 6 6 là dây 6. Chắc 6 6 chắc 5 chuyển. À, như vậy. À, xuống re. Thì xuống re thì mình lại dùng cái công thức của dây 4 nha. Chắc 4 4 chắc 5 chuyển. Tức là công thức của hợp âm chặn dưới nó khác công thức hợp âm chặn trên. Như vậy công thức hợp âm chậm trên chắc 5 năm chắc 6 chuyển có thể đổi thành chắc 6 6 chắc 5 chuyển như vừa rồi. À, như vậy đó là một cách thay đổi nữa, thay vì chúng ta đánh theo một cái lề lối. Dĩ nhiên các bạn sẽ chưa làm được đâu, các bạn hãy tập theo cái cách một cái đã, rồi mới mở rộng là thay vì đánh 5 5 6 chuyển chúng ta đánh 6 6 5 chuyển, thậm chí 6 5 6 chuyển. Đây. À như vậy thôi. À, tức là chúng ta sử dụng cái thế tay hiện tại và chúng ta sử dụng những dây bass này để chúng ta đánh bass chạy bass cha 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 chẳng có vấn đề gì hết các bạn nha. Rồi tóm lại, chúng ta có thể đánh một trong ba cách đối với hợp âm trên: chắc 5 5 chắc 6 chuyển. À, cách thứ hai chắc 6 6 chắc 5 chuyển, chắc 6 6 chắc 5 chuyển. À, cách thứ ba chắc 6 5 chắc 6 chuyển, chắc 6 5 chắc 6 chuyển. Thậm chí cách thứ tư chắc 5 6 chắc 5 chuyển.
Sau khi các bạn đã tập được cách 1 thì qua cách 2, cách 3, cách 4 rất là đơn giản. À, như vậy, ở đây các bạn nên nhớ rằng đây chỉ là cái phần chạy bát cha 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 ở mức độ cơ bản thôi nha. Còn nâng cao nhiều ra nhiều lắm các bạn. Thí dụ này. Hy vọng là một thời gian tới khi các bạn đã tập được cái chạy bát cha 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 cơ bản như thế này rồi thì coi các clip khác, thì khi nào rảnh tôi sẽ hướng dẫn các bạn chạy bát cha 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 nâng cao. Như vậy cái phần hướng dẫn của tôi đến đây là kết thúc. Xin tạm biệt các bạn, hẹn các bạn ở video clip tiếp theo.